Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 5, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 5 tập 1 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn tiếng Việt lớp 5 tập 1 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong tiết luyện từ và câu từ đồng nghĩa. Bài tập đầu tiên chúng mình sẽ thực hiện đó là đọc các đoạn thơ, đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu. Thì ở bài tập 1 này chúng ta sẽ có câu A, câu B và câu C. Đầu tiên câu A thì chúng ta sẽ có hai đoạn thơ như sau. Đó là em quay đầu đỏ, vẽ nhà em ở. Ngói mới đỏ tươi, trường học trên đời em tô đỏ thắm. Cây gạo đầu xóm, hoa nở chói ngời. Nắng lên rồi, mặt trời đỏ chót, lá cờ tổ quốc bay giữa trời xanh. Định hạn. Như vậy là thầy vừa đọc cho chúng ta hai cái đoạn thơ. Và câu B thì chúng ta thấy sẽ có một đoạn văn như sau. Các em lớp 1 phấn khởi chào đón năm học mới, chúng tôi cũng vô cùng hân hoan. Minh Mẫn. Câu C, đất nước ta thật thanh bình, cuộc sống của người dân trên mọi miền tổ quốc thật yên vui. Phan Ngọc Linh. Và chúng ta sẽ thảo luận trả lời cho thầy các câu hỏi sau. Thứ nhất, chúng mình sẽ so sánh nghĩa của các từ in đậm trong từng đoạn thơ, đoạn văn. Và các từ in đậm trong đoạn thơ, đoạn văn nào có thể thay thế được cho nhau, vì sao? Như vậy thì ở đoạn thơ câu A, chúng ta thấy có những từ in đậm đó là đúng rồi, đỏ, đỏ tươi, đỏ thắm và đỏ chót. Vậy thì theo chúng ta sẽ so sánh xem là nghĩa của các từ in đậm ở trong đoạn thơ, đoạn văn ở câu A này như thế nào? Chúng mình có thể thấy này, ở đây thì giống nhau là gì? Đúng rồi, chính xác. Chúng ta có thể thấy khi so sánh những cái từ mà chúng ta thấy in đậm đó là đỏ, đỏ tươi, đỏ thắm, đỏ chót thì chúng mình thấy giống nhau thì đều chỉ đúng rồi, đều chỉ màu đỏ. Nhưng mà khác nhau thì như thế nào? Đúng rồi, khác nhau ở đây chỉ gì? Sắc độ màu đỏ là khác nhau, đúng không? Ở đỏ đầu tiên chúng ta thấy từ in đậm là đỏ. Rồi thứ hai là đỏ tươi. Thứ ba đó là đỏ thắm. Thứ tư đó là đỏ chót. Tức là sắc độ màu sắc của màu đỏ nó có sự gì khác nhau, đúng không? Và trong câu B, các em lớp 1 phấn khởi chào đón năm học mới, chúng tôi cũng vô cùng hân hoan. Vậy thì có hai từ in đậm đó là phấn khởi và hân hoan. Thì chúng ta thấy nó giống nhau ở điều gì? Đúng rồi, chính xác. Phấn khởi và hân hoan thì nó giống nhau là đều gì? Đều chỉ cảm xúc vui sướng, đúng không? Phấn chấn ở trong lòng thì nó là giống nhau. Vậy thì trong câu C nhé, đất nước ta thật thanh bình, cuộc sống của người dân trên mọi miền tổ quốc thật yên vui. Chúng ta có thể quan sát hai cái từ in đậm đó là đất nước và tổ quốc. Vậy thì chúng mình có thể so sánh cho thầy những cái từ in đậm ở trong câu C này thì như thế nào? Các cái từ in đậm trong câu C thì chúng ta thấy nó đều là giống nhau thì ở đây đó là gì? Chỉ về đúng rồi, đất nước và tổ quốc thì nói chung đó là đất nước. Vậy thì trong các từ in đậm trong đoạn thơ, đoạn văn nào có thể thay thế được cho nhau và vì sao? Trong ba câu A, câu B và câu C thì chúng ta thấy trong những cái từ in đậm nào có thể thay thế được cho nhau. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là các cái từ in đậm trong đoạn văn B và đoạn văn C thì có thể thay thế được cho nhau vì đó là các cái từ đồng nghĩa hoàn toàn, đúng không? Thì chúng ta có thể thay những cái từ trong câu C cho nhau được, đúng không? Và trong câu B thì cũng có thể thay thế cho nhau được vì đó là các cái từ đồng nghĩa hoàn toàn. Còn câu A thì chúng ta thấy
chỉ về các cái sắc độ màu sắc khác nhau, cho nên không không thay thế được, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể ghi nhớ cho thầy, từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống hoặc gần giống nhau. Có những cái từ đồng nghĩa có thể thay thế cho nhau khi nói, viết, ví dụ hộ, cọc. Có những cái từ đồng nghĩa khi sử dụng cần có sự lựa chọn cho phù hợp, ví dụ non sông hay là đất nước, vân vân. Thì đây là một ghi nhớ trong sách giáo khoa, chúng ta có thể dừng video và đọc lại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Ở trong bài tập số 2 thì chúng ta sẽ thay từ in đậm trong mỗi câu sau bằng một từ đồng nghĩa. Thì trong câu A là Mai tặng tôi chiếc nơ cài tóc màu hồng rất đẹp. Từ đẹp là từ in đậm thì chúng ta có thể thay thế những từ nào đồng nghĩa với từ đẹp này. Bầy ngựa tung vó trên thảo nguyên rộng lớn thì chúng ta sẽ chọn những cái từ đồng nghĩa với từ rộng lớn để thay này. Xe chúng tôi vừa chạy qua quãng đường gập ghềnh nhiều ổ gà. Chúng ta có thể thay từ gập ghềnh. Những cánh hoa bé xíu cố gắng vươn lên khỏi đám cỏ để đón ánh nắng mặt trời. Thì bây giờ chúng ta hãy vận dụng những kiến thức vừa rồi ở trong bài tập 1 cũng như là phần ghi nhớ. Chúng mình sẽ hoàn thành bài tập 2 sau đó chia sẻ cho các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ thay những từ in đậm trong mỗi câu bằng các cái từ đồng nghĩa, đúng không? Thì những cái từ đồng nghĩa thì như chúng ta ở trong mục ghi nhớ, đúng không? Thì những cái từ có nghĩa gần giống nhau. Vậy thì ở đây chúng ta có thể thay thế ở câu A là Mai tặng tôi chiếc nơ cài tóc màu hồng rất đẹp, hoặc là rất xinh, hoặc là rất xinh xắn. Nghĩa của nó đều là nói về 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 vẻ đẹp, đúng không? Về về đẹp. Bầy ngựa tung vó trên thảo nguyên rộng lớn thì chúng ta có thể thay từ rộng lớn bằng một số từ khác nó cũng đồng nghĩa với rộng lớn, ví dụ đó là bao la, mênh mông. Thì còn câu C, xe chúng tôi vừa chạy qua quãng đường gập ghềnh thì nhiều ổ gà. Vậy thì chúng ta có thể thay một số từ cùng đồng nghĩa với từ gập ghềnh, ví dụ như là gồ ghề, khập khiễng, nói lên cái đoạn đường nó nhiều gồ ghề, khập khiễng, đúng không? Còn câu D, những cánh hoa bé xíu cố gắng vươn lên khỏi đám cỏ để đón ánh nắng mặt trời. Chúng ta có thể thay từ bé xíu bằng một số từ cũng đồng nghĩa với từ bé xíu, đó là nhỏ xíu hoặc là tí xíu. Thì đó là một số từ chúng ta có thể thay thế vào những cái từ in đậm. Nó cũng có những từ nó tương đương đồng nghĩa với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tìm 2 đến 3 câu từ đồng nghĩa với mỗi từ sau, đó là trẻ thơ, gắn bó hay là yêu mến. Thì ở đây chúng ta có thể thấy một số từ như là trẻ thơ, tức là nói về gì? Trẻ con, đúng không? Trẻ nhỏ. Gắn bó tức là có quan hệ hoặc làm cho có quan hệ về tinh thần hay là tình cảm khó tách rời thì người ta gọi là gắn bó. Yêu mến thì tức là tình cảm thân thiết, gần gũi, đó là nghĩa một số từ. Vậy thì chúng ta hãy vận dụng những kiến thức vừa rồi để tìm xem là chúng ta có thể chọn một số từ đồng nghĩa với các từ như là trẻ thơ, gắn bó hay là yêu mến. Thì một số từ mà đồng nghĩa với từ trẻ thơ thì đó là trẻ em, thiếu nhi, trẻ con, nhi đồng. Gắn bó thì chúng ta có thể tìm một số từ ví dụ như là khăng khít hay là thân thiết. Yêu mến thì chúng ta thấy có thể thay thế một số từ đồng nghĩa khác, ví dụ đó là quý mến hay là yêu quý. Đó là một số từ chúng ta có thể chọn để thay thế cho ba cái từ trên màn hình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 4. Ở trong bài tập số 4 thì chúng ta sẽ chọn hai từ đồng nghĩa đã tìm ở bài tập 3, đặt câu với mỗi từ đã chọn. Thì chúng ta sẽ dựa vào từ đồng nghĩa tìm được ở bài tập 3 và đặt câu cho nó phù hợp. Thì chú ý khi đặt câu, chúng ta cần phải đặt câu cho nó đủ các cái thành phần ở trong câu. Và một số câu chúng ta có thể chọn, ví dụ như là gì? Trẻ em như búp trên cành, thì
Và từ lúc nãy ở bài tập 3 đó là trẻ em, hay là các dân tộc Việt Nam có mối quan hệ thân thiết với nhau, thì chúng ta có thể ngoài những cái câu này chúng mình có thể chọn và lựa chọn và đặt câu thêm một số câu mà chúng ta cảm thấy thích hợp nhé. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong tiết luyện từ và câu từ đồng nghĩa. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo trong những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại các em trong những video sau.